Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, phát thanh viên quảng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Tính tổng cộng trong năm 2023 thì đã có 25 loài khủng long mới được khám phá, trong đó bao gồm 23 chi đơn loài mới, còn lại là 2 loài được bổ sung vào chi đã có sẵn là Spherotaurus. Những phát hiện ấn tượng nhất trong năm nay có lẽ là hai gã khổng lồ đến từ Argentina đều có khả năng nằm trong top những khủng long lớn nhất từng tồn tại, gồm Chucarosaurus Dirigibander và Bustingori Titan Silver. Tuy nhiên, cũng ấn tượng không kém là Jaculinicus Yarui, vừa hóa thành được phát hiện trong tư thế vùi đầu ngủ giống như chim. Loài khủng long ăn thịt ấn tượng nhất năm chắc chắn là Protalitis cinturensis, một Spinosaurus đến từ Tây Ban Nha, với tên chi có nghĩa là nhà vô địch, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với câu lạc bộ Villarreal gần nơi tìm thấy hóa thạch. Sự hiện diện của Protalitis cinturensis cũng khẳng định sự chiếm ưu thế của các loài đại long xương gai ở châu Âu cũng như tại bán đảo Iberia, nơi nhiều mẫu vật của khủng long nhóm này được tìm thấy. Trong số 25 loài này thì đặc biệt có một loài đến từ Đông Nam Á, đó là Minimocursor funaensis, một loài khủng long không chim nhỏ và có hóa thạch với độ nguyên vẹn khá cao. Nó cũng được xem là một trong những thành viên cổ nhất của nhóm khủng long không chim mới, Neornithischia. Vâng, đó mới chỉ là vài nét sơ lược về các loài khủng long được khám phá trong năm 2023. Để biết cụ thể hơn thì hãy cùng Mê Khủng Long TV xem video tổng hợp sau đây các bạn nha. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Chucarosaurus Dirigibander. Thật sự rất thú vị khi loài khủng long đầu tiên được công bố trong năm 2023 lại là một gã khổng lồ có họ hàng khá gần với những giống khủng long lớn nhất thế giới như Argentinosaurus hay Patagonia Titan. Chính thức xuất hiện trên tạp san Cretaceous Research vào đầu tháng 2 năm 2023, Chucarosaurus Dirigibander đã gây nên một cơn sốt nhẹ trong giới cổ sinh với kích thước khổng lồ của mình. Dựa trên các hóa thạch tìm được có niên đại 90 triệu năm, gồm các bộ phận như xương chi sau, xương chi trước, xương ngón chi trước và xương chậu, các nhà khoa học ước tính rằng loài khủng long có xuất xứ từ vùng Patagonia ở Argentina này có thể dài đến 30m và nặng đến 36 tấn, nhỏ hơn một chút so với Patagonia Titan và Argentinosaurus. Giống như hai loài khủng long này thì Chucarosaurus được xếp vào nhóm Titanosauria, tiếng Việt gọi là khủng long hộ pháp. Nghe tên thôi là đã thấy khủng khiếp rồi. Titanosauria là một trong những nhóm khủng long sauropod ăn thực vật to lớn nhất. Chúng tồn tại và phát triển mạnh mẽ vào cuối kỷ phấn trắng, trước khi sự kiện tuyệt chủng hàng loạt diễn ra 66 triệu năm trước. Trên thực tế thì trong quá trình khai quật, kích thước khổng lồ của hóa thạch Chucarosaurus từng gây nhiều khó khăn cho các nhà khoa học. Một trong những chiếc xương của Chucarosaurus quá dài và nặng đến nỗi khiến phương tiện chuyên chở mất cân bằng, hất văng nó xuống đường. Tuy nhiên, do quá cứng và nặng thì chiếc xương này không những không xê gì, còn khiến mặt đường nơi nó rơi xuống vỡ nát. Đó cũng là một trong những nguyên do các nhà cổ sinh vật học đặt tên cho giống khủng long mới này là Chucarosaurus, lấy từ thổ ngữ Quechua, chứ Chucaro có nghĩa là cứng rắn và không thể khuất phục. Trong khi đó, tên loài Dirigibander có nghĩa là làm nát vụn. Một số fan khủng long trên fanpage Mê Khủng Long thì gọi loài khủng long này bằng cái tên Việt hóa thân thương là Chucaro. Platytaurus clemency. Nếu như loài khủng long đầu tiên của năm 2023 là một gã khổng lồ, thì loài khủng long thứ hai lại là một động vật có thân hình tương đối nhỏ bé. Dù vậy, chúng sở hữu vòng đầu dày là đặc trưng của những con khủng long thuộc nhóm Pachycephalosauria, còn gọi là hậu đầu long. Đó chính là Platytaurus clemency, với tên chi ý nghĩa là vòm phẳng, rộng, ám chỉ hình dạng hộp sọ của con khủng long này dựa trên mảnh hộp sọ được tìm thấy. Còn tên loài dùng để vinh danh nhà cổ sinh vật học quá cố William Alvin Clemens Jr. Kích thước của Platytaurus chỉ tương đương một con chó ngày nay. Mặc dù nhỏ bé nhưng trên hóa thạch của Platytaurus clemency, các nhà khoa học đã có một phát hiện quan trọng khi nhận thấy vòm đầu của con khủng long này có những mạch máu mọc theo chiều vuông góc với bề mặt của hộp sọ, chứng tỏ chúng được sử dụng để nuôi dưỡng những cấu trúc mọc thẳng đứng, có thể là các sợi cứng có cấu tạo từ keratin. Vì thế, một số hình ảnh phục dựng của Platytaurus clemency thể hiện loài khủng long này với cái đầu có tròn được tạo thành từ những sợi cứng như vậy, trông khá lạ mắt thay vì tròn trịa và chọc lóc như những hình dung thông thường của chúng ta về nhóm hậu đầu long. Platytaurus có niên đại 72,1 đến 66 triệu năm trước và chung sống ở nơi ngày nay là bang Montana, Mỹ. Protalitis cinturensis. Phải khoảng 3 tháng sau khi công bố Chucarosaurus, một khoảng thời gian khá dài thì chúng ta mới được diện kiến loài khủng long ăn thịt đầu tiên của năm 2023, đó là Protalitis cinturensis. Vốn thuộc nhóm đại long xương gai của Spinosaurus,
nhưng dựa trên hóa thạch gồm 5 đốt sống đuôi, một mảnh xương hàm và răng có niên đại 129,4 đến 125 triệu năm, được tìm thấy tại tầng Axillas de Morella ở Castellón, Tây Ban Nha. Các nhà cổ sinh học cho rằng Protalitis cinturensis là một loài đại long xương gai gốc có quan hệ gần với Baryonyx hơn Spinosaurus. Sự hiện diện của loài khủng long này cùng với một số loài đại long xương gai khác cùng thời đại như Volibona venatrix cani là một sự khẳng định rằng châu Âu trong thời đại khủng long đã có một thời gian dài là thiên đường của họ đại long xương gai. Danh pháp của loài khủng long này cũng có ý nghĩa đặc biệt, trong đó tên chi Protalitis có nghĩa là nhà vô địch trong tiếng Hy Lạp, dùng để vinh danh chức vô địch Europa League của câu lạc bộ Villarreal vào mùa bóng 2020-2021. Nó tên loài Cinturensis xuất phát từ thị trấn Cintures, nơi hóa thạch của Protalitis được tìm thấy. Yanni Smithy. Trong thời đại hoàng kim kéo dài 180 triệu năm của chúng, khủng long có thể đã từng là chứng nhân của những thay đổi lớn trên trái đất về khí hậu cũng như môi trường. Yanni Smithy, loài khủng long có niên đại 99 triệu năm trước, có thể là một cái tên như vậy. Được đặt tên theo vị thần hai mặt La Mã Janus, thần của sự thay đổi, thì Yanni Smithy sống vào thế phân trắng giữa, thời kỳ của những thay đổi lớn, chẳng hạn như nồng độ carbon dioxide khí quyển gia tăng trong giai đoạn này đã khiến trái đất nóng lên, mực nước biển dâng cao, bó buộc khủng long trong những vùng đất ngày một bị thu hẹp dần. Trái đất nóng đến nỗi những khu rừng mưa sinh sôi nảy nở ở hai cực, thực vật có hoa chiếm lĩnh các vùng đất duyên hải và thay thế nguồn thức ăn thông thường của các loài khủng long ăn thực vật. Ở Bắc Mỹ thì những con sauropod khổng lồ dần biến mất, cùng chung số phận là các loài săn mồi thuộc siêu họ Allosauridae. Cùng thời điểm đó thì các loài khủng long ăn thực vật nhỏ hơn như khủng long mỏ vịt hay khủng long có sừng cùng các loài theropod có lông vũ như bạo long và Oviraptorosaur bắt đầu xâm nhập từ châu Á. Trong bối cảnh đó thì Yanni có thể là thành viên còn tồn tại cuối cùng của một dòng dõi khủng long từng sinh sôi nảy nở mạnh mẽ tại Bắc Mỹ nhưng cuối cùng đã bị thay thế bởi khủng long mỏ vịt. Yanni đã sống qua quá trình chuyển đổi đó, vì thế con khủng long này thực sự tượng trưng cho một hành tinh đang thay đổi. Micmanaikian lion. Đây là một loài khủng long có niên đại khoảng 121 triệu năm trước, được phát hiện từ các hóa thạch tại Nội Mông, Trung Quốc. Chúng thuộc nhánh khủng long Maniraptora, có quan hệ tương đối gần với các loài chim hiện đại ngày nay. Micmanaikian lion được biết đến có một bộ xương không hoàn chỉnh, trong đó có một phần chi trước bên trái với bàn tay nguyên vẹn. Ngoài ra còn có các mảnh xương sườn. Các hóa thạch cho thấy một hình thái chi trước kỳ lạ khác với tất cả những loài khủng long theropod từng được biết, củng cố việc dựng lên một loài mới, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến cái tên Micmanaikian, có nghĩa là móng vuốt hỗn hợp. Phân tích phát sinh loài cho thấy họ hàng gần nhất của Micmanaikian lion có thể là loài khủng long bí ẩn Fukuivinator paradoxus ở Nhật Bản. Loài khủng long này là một thành viên của quần thể động vật Moki, từng tồn tại cùng những loài khủng long khác như đao long Wangi, các giống chim cổ đại như Baygones, Higanones cùng các loài bò sát và lưỡng cư cổ đại. Vectipelta borati. Ngày nay Vương quốc Anh là một hòn đảo sương mù có vẻ buồn tẻ, nhưng vào thời đại khủng long, nơi đây là một vùng đất sinh động với nhiều loài khủng long đa dạng. Một trong những địa điểm nóng về cổ sinh vật học tại Anh là đảo Wight, và hồi tháng 6 vừa rồi các nhà cổ sinh vật học đã công bố loài giáp long thứ hai được phát hiện trên hòn đảo này, đó là Vectipelta borati, có niên đại lên đến 140 triệu năm. So với loài giáp long đầu tiên được phát hiện trên đảo là Polacanthus foxy, được xác định từ năm 1865, chúng khác nhau về cấu trúc xương chậu cũng như hình dạng của gai trên thân giáp. Không chỉ vậy, các nhà cổ sinh vật học còn cho rằng Vectipelta borati có quan hệ gần với một số loài giáp long Trung Quốc, cho thấy khủng long có thể đã di chuyển tự do từ châu Á sang châu Âu vào thế phân trắng sớm, cách đây khoảng 145 triệu năm trước. Cũng trên hòn đảo này thì các nhà cổ sinh vật học Anh cũng công bố phát hiện hóa thạch một loài đại long xương gai mới, hiện vẫn chưa được đặt danh pháp chính thức mà chỉ tạm gọi là đại long xương gai đảo White. Golgokenanoi. Không lâu sau sự xuất hiện của Vectipelta borati tại Anh, thì ở đất nước Nam Mỹ Chile họ cũng đã công bố loài khủng long thứ 5 từng được phát hiện tại nước này, đó là Golgokenanoi, một loài khủng long thuộc nhóm Hadrosauridae, bao gồm các loài khủng long mỏ vịt cũng như các họ hàng gần với chúng. Đây là một loài khủng long Hadrosauridae có kích thước trung bình với chiều dài có thể lên đến 4 mét và cân nặng khoảng 1 tấn. Chúng sống cách đây 72 triệu năm tại vùng đất ngày nay là vùng Patagonia thuộc Chile. Theo Alexander Vargas, giám đốc mạng lưới cổ sinh vật học tại Đại học Chile và là một trong các tác giả của nghiên cứu, Golgokenanoi là những con khủng long có thân hình gọn gàng, có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các tư thế hai chân và bốn chân với tới thực vật trên cao cũng như dưới đất. Chúng là sự hiện diện xa nhất về phương Nam của các loài khủng long Hadrosauridae và sự xuất hiện của chúng đặt ra nhiều câu hỏi với các nhà cổ sinh vật học về việc chúng đã đến đây như thế nào. Cái tên Golgoken đến từ thổ ngữ của người Tehuanche, những cư dân bản địa trong khu vực này, với ý nghĩa là giống vịt hoang hoặc thiên nga.
Tên loài Nanoi dùng để vinh danh Mario Nanoi Ulloa, người quản lý trang trại đã hỗ trợ đội ngũ khai quật hóa thạch về mặt hậu cần. Canvarius rapidus được biến đến từ hóa thạch, một khúc xương bàn chân duy nhất có niên đại 67,6 đến 66 triệu năm trước. Canvarius rapidus có lẽ cũng là một trong những loài khủng long cuối cùng còn tồn tại trên trái đất vào thời điểm thảm họa tuyệt chủng hàng loạt xảy ra, khi tiểu hành tinh Chicxulub lao vào hành tinh của chúng ta với tốc độ 30 km/giây. Phân tích phát sinh loài của các nhà nghiên cứu cho thấy Canvarius rapidus là một loài khủng long thuộc nhánh Iguanodontia. Điểm đặc biệt của Canvarius rapidus là mặc dù chúng có kích thước tương đối nhỏ so với các loài họ hàng, nhưng xương bàn chân của nó dài hơn đáng kể về mặt tỷ lệ so với cơ thể. Do đó, các nhà khoa học cho rằng loài khủng long này thích nghi với việc chạy nhanh để trốn tránh những kẻ săn mồi. Tên chi Canvarius vừa là sự đề cập đến địa danh đồi Canvari nơi tìm thấy hóa thạch, vừa có nghĩa là chịu đựng đau khổ trong tiếng Catalan, ám chỉ niên đại rất gần với sự kiện tuyệt chủng phấn trắng cổ cần của Canvarius. Tên loài rapidus có nghĩa là nhanh, nhằm gợi ý về khả năng chạy nhanh của con khủng long này. Phocaetoceratops elucidens. Khủng long mặt sừng Ceratopsia là một trong những nhóm khủng long phổ biến nhất tại Bắc Mỹ vào cuối quỷ phấn trắng, có ngoại hình đặc trưng với diềm cổ làm từ xương và những cái sừng mọc phía trên hốc mắt, tùy loài mà có cấu tạo diềm và số lượng sừng khác nhau. Vào tháng 7 năm 2023, thì nhóm các nhà cổ sinh vật học tại Đại học Tokyo, đứng đầu là Hiroki Ishikawa, đã công bố nghiên cứu mô tả và định danh Phocaetoceratops elucidens, loài khủng long mặt sừng mới thuộc phân họ Centrosaurini, với những hóa thạch được khai quật tại hệ tầng sông Judith ở Montana, bao gồm một số mảnh hộp sọ, chi trước và chi sau bên trái gần hoàn chỉnh, một phần xương chậu và hầu hết cột sống. Mẫu vật được tìm thấy nhìn chung không quá to lớn, nhưng nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đây là một mẫu vật chưa trưởng thành và họ dự đoán con vật có thể đạt chiều dài 4m và nặng khoảng 500kg khi đã phát triển đầy đủ. Trong danh pháp khoa học thì tên chi Phocaetoceratops có nghĩa là mặt sừng chĩa ra, ám chỉ hình dạng uốn cong của cặp sừng trên hốc mắt. Tên loài Elucidens có nghĩa là khai sáng, thể hiện tầm quan trọng của loài khủng long này trong việc nghiên cứu về các loài khủng long mặt sừng. Nhờ phần xương thân có mức độ bảo quản tốt để chỉ ra các đặc điểm cũng như các giai đoạn sinh trưởng của khủng long mặt sừng. Mẫu vật này có niên đại khoảng 75,6 triệu năm, cùng thời với một số chi khủng long mặt sừng khác như Avaceratops, Medusaceratops cũng như chi khủng long thuộc họ bạo long là Dasplitosaurus hay chi cá sấu khổng lồ Deinosuchus. Igaeshemkhu. Igaeshemkhu là loài khủng long sauropod thuộc nhóm khủng long hộ pháp Titanosauria đến từ Ai Cập. Chúng từng lang thang trên hành tinh của chúng ta vào kỳ Campanian, cuối kỳ phấn trắng, cách đây khoảng 75 triệu năm trước. Hóa thạch của Igaeshemkhu gồm 5 đốt sống lưng và các mảnh xương chi, được tìm thấy trong trầm tích của hệ tầng Kushia ở sa mạc Tây của Ai Cập. Đây cũng là loài khủng long hộ pháp thứ hai được mô tả tại hệ tầng Kushia sau Mansurasaurus sihani. Ước tính dựa trên các hóa thạch được tìm thấy cho rằng Igaeshemkhu có kích thước ở mức trung bình trong số các loài khủng long hộ pháp, dài khoảng 10-15m. Sự hiện diện của Igaeshemkhu góp phần củng cố giả thuyết về một nhánh khủng long Titanosauria liên lục địa ở châu Phi, châu Á và châu Âu, có niên đại phấn trắng muộn, với các đại diện châu Phi của nhóm này chỉ được tìm thấy tại phần tây bắc của lục địa, cụ thể là Ai Cập. Đó là bởi mà con khủng long Titanosauria đã biết từ trầm tích Campanian Maastrichtian ở Bắc Phi, gồm Igae Mansurasaurus, một hóa thạch chưa xác định loài, và bán đảo Ả Rập khi đó vẫn chưa tách khỏi châu Phi, đều là những con sauropod cỡ nhỏ đến trung bình, tương tự với các loài ở phía nam châu Âu. Danh pháp của nó có nghĩa là chúa tể ốc đảo bị lãng quên trong tiếng Ai Cập. Oplitosaurus bunuelli. Oplitosaurus bunuelli là một loài khủng long chân chim có niên đại Jura muộn, được tìm thấy tại Tây Ban Nha và được cho là thuộc nhóm Ankylopolacea, một nhóm khủng long ornithopod đa dạng có niên đại từ Jura muộn đến phấn trắng muộn khoảng 161,5 đến 66 triệu năm trước, được tìm thấy ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Phi và cả châu Á nữa. Dựa trên sự so sánh đối chiếu với các loài khác thì Oplitosaurus bunuelli ước tính có chiều dài khoảng 6-7m, do đó là loài ornithopod lớn nhất có tuổi Jura muộn tại châu Âu từng được mô tả và là một trong những loài ornithopod lớn nhất thế giới. Kích thước của Oplitosaurus có thể giúp lý giải những dấu chân bí ẩn được tìm thấy tại cùng một địa nam Iberia, có chiều dài từ 25-33cm, được cho là thuộc về một loài ornithopod lớn chưa xác định. Người ta đã khai quật được những dấu chân này tại nhiều địa điểm của tuổi Jura muộn ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng chưa tìm thấy hóa thạch của một loài khủng long phù hợp. Kích thước ước tính của dấu chân Oplitosaurus là khoảng 29-31cm, do đó nó là ứng viên hoàn hảo cho loài khủng long bí ẩn này. Minimocus funaensis. Loài khủng long cỡ nhỏ đến từ Thái Lan Minimocus funaensis được mô tả và định danh dựa trên mẫu vật có độ nguyên vẹn khá cao được phát hiện tại hệ thần Kukradung ở nước này.
Tên Chimimocusa có nghĩa là khủng long chạy nhỏ nhất, và tên loài đề cập tới địa điểm khai quật hóa thạch ở Funoi thuộc tỉnh Kalasin. Mẫu định danh ký hiệu là PRC150 đã được khai quật từ năm 2012 và quá trình xử lý hóa thạch tiêu tốn của các nhà nghiên cứu 5 năm tiếp theo. Mẫu vật này gồm 50% bộ xương không bao gồm hộp sọ, ngoài ra còn một số mẫu vật khác bao gồm xương hàm và xương bàn chân. Minimocusa sống vào thế Jura muộn khoảng 161,5 đến 145 triệu năm trước và phân tích phát sinh loài của nhóm nghiên cứu xếp nó vào nhóm khủng long hồng chim Ornithischia, hay cụ thể hơn là những loài khủng long hồng chim mới Neoornithischia. Minimocusa do đó là chi khủng long Neoornithischia gốc đầu tiên được tìm thấy tại Đông Nam Á. Minimocusa cũng là một trong những chi khủng long cổ nhất Đông Nam Á hiện nay, có thể chỉ sau Isanosaurus cũng đến từ Thái Lan. Tyrannosaurus Indicus. Tyrannosaurus Indicus là loài khủng long sauropod mới được công bố đến từ Ấn Độ và nền đại Jura giữa khoảng 167 triệu năm trước. Hóa thạch của nó gồm đốt sống cổ, lưng và đuôi không nguyên vẹn, cũng như một xương sườn. Trong nghiên cứu thì các nhà cổ sinh vật học đã quyết định đặt tên cho con khủng long là Tyrannosaurus Indicus, trong đó tên chi Tyrannosaurus bắt nguồn từ sa mạc Thar, nơi tìm thấy mẫu định danh, và tên loài Indicus mang nghĩa là Ấn Độ. Phân tích phát sinh loài cho thấy Tyrannosaurus Indicus là loài cổ nhất trong họ Dicryosauridae, cũng như cổ nhất trong siêu họ Diplocoidae, và vì thế chúng có họ hàng với chi khủng long Amargasaurus, vốn thường được biết đến với hình ảnh cánh buồm tạo thành từ các gai thần kinh trên cổ. Tyrannosaurus Indicus được ước tính có chiều dài khoảng 10 đến 13m. Hệ tầng Chesanmer, nơi tìm thấy hóa thạch của Tyrannosaurus, đại diện cho một lớp trầm tích duyên hải của đại dương cổ đại Tethys. Ngoài Tyrannosaurus thì trước đó người ta còn tìm thấy răng của một loài theropod, cũng như một loài sauropod chưa xác định. Một số hóa thạch cá cũng đã được tìm thấy tại hệ tầng này. Tyrannomimus fukuiensis. Tỉnh Fukui là địa điểm có nhiều hóa thạch khủng long nhất Nhật Bản, và mới đây thì ngành cổ sinh Nhật Bản lại đón tin vui ở tỉnh này khi loài khủng long thứ 12 của xứ sở Phù Tang được công bố, cũng đến từ tỉnh Fukui, đó là Tyrannomimus fukuiensis. Nếu chỉ nghe tên cũng như dịch nghĩa từ danh pháp khoa học thì chúng ta có thể tưởng nhầm rằng Tyrannomimus có liên hệ họ hàng gì đó với Tyrannosaurus rex. Tuy nhiên, tên gọi này chỉ xuất phát từ việc xương của Tyrannomimus fukuiensis có một số đặc điểm khá giống với khủng long thuộc siêu họ Tyrannosauridae, chẳng hạn như đường gờ dọc trên xương chậu. Phân tích phát sinh loài cho thấy Tyrannomimus fukuiensis là một loài nằm trong họ Deinocheiridae, nhánh Ornithomimosauria, tức có họ hàng rất gần với Deinocheirus. Được khai quật từ hệ tầng Kidatani, Tyrannomimus được xác định có niên đại phân trắng sớm, từng chung sống cùng nhiều con khủng long khác trên cùng địa bàn Fukui như Fukui Titan, Fukuisaurus, Fukui Vinator, Fukui Raptor hay giống chim cổ đại thuộc nhánh Avialae là Fukui Pterix. Vectiromyus insularis. Như đã nói thì đảo Wight là một trong những địa điểm có nhiều hóa thạch khủng long nhất nước Anh, và sau loài giáp long Vectibelta boreti, trong tháng 9 vừa rồi các nhà cổ sinh vật học lại tiếp tục công bố loài khủng long mới Vectiromyus insularis, cũng đến từ đảo Wight. Vectiromyus insularis là thành viên thứ hai của họ khủng long Hypsilophodontidae, được tìm thấy trên đảo White do Hypsilophodonphoxi. Họ Hypsilophodonphoxi là một nhóm khủng long ăn thực vật nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, đi bằng hai chân sống cách đây 125 triệu năm. Chúng từng sống cạnh những con khủng long đầu tiên thuộc họ bạo long, họ đại long xương gai và cả Iguanodon. Hóa thạch của Vectiromyus insularis đại diện cho một cá thể có kích cỡ tương đương một con gà ngày nay, tuy nhiên nó chưa đạt đến tuổi trưởng thành và kích thước của loài này có thể còn to hơn. Tên chi Vectiromyus cũng giống như Vectibelta, đều có chữ Vecti là tên của đảo Wight trong tiếng Latin. Romyus là từ thường gắn với những loài khủng long có đôi chân mảnh khảnh và chạy nhanh. Tên loài Insularis có nghĩa là đảo. Garumba Titan Morellensis. Garumba Titan Morellensis là loài sauropod mới đến từ châu Âu, có niên đại phân trắng sớm khoảng 122 triệu năm trước. Hóa thạch của nó được người ta phát hiện tại khu vực San Antonio de la Vespa, thuộc hệ tầng Axillas de Morella ở Morella, Tây Ban Nha. Tại khu vực khai quật thì người ta tìm thấy mật độ hóa thạch khủng long sauropod khá lớn, với ít nhất 4 cá thể, trong đó 3 thuộc về loài mới Garumba Titan Morellensis. Một trong các cá thể được tìm thấy nổi bật nhờ kích thước lớn, với đốt sống có bề rộng 1m và xương đùi có thể dài đến 2m. Dựa trên các đặc điểm của hóa thạch và phân tích phát sinh loài, các nhà nghiên cứu cho rằng Garumba Titan là một thành viên nguyên thủy nhất của một nhóm khủng long sauropod gọi là Sophospondyli, một trong những nhóm khủng long sauropod đa dạng và phong phú nhất trong kỷ phân trắng. Ngoài ra thì chúng cũng có mối liên hệ với các dòng khủng long sauropod khác ở châu Á, Bắc Mỹ và lục địa châu Phi, chứng tỏ đã có sự phân tán của quần thể động vật từ các lục địa này. Tên chi và tên loài đều dùng để chỉ những địa danh gắn với hóa thạch,
gồm đỉnh núi Garomba cũng như thành phố Morella. Jiangxi Titan Gantuensis. Thành phố Cám Châu ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc được mệnh danh là một trong những thánh địa của khủng long ở Trung Quốc. Và mới đây thì các nhà khoa học lại công bố thêm một loài khủng long mới đến từ địa danh này, đó là Jiangxi Titan Gantuensis. Tên chi Jiangxi Titan có nghĩa là gã khổng lồ Giang Tây, còn tên loài Gantuensis là chỉ thành phố Cám Châu. Khoáng thạch của Jiangxi Titan được khai quật tại hạ tầng Nam Hung, có nên đại phân trắng muộn, gồm đốt sống lưng, hai xương sườn cùng với bốt đốt sống đuôi và xương gọng đuôi. Khoáng thạch đốt sống của nó được thể hiện một số điểm đặc trưng, chẳng hạn như hình dạng phẳng và gai thần kinh nằm ở phía trên đốt sống. Có khả năng là Jiangxi Titan cũng giống như Ganasaurus là một chi sauropod khác của hệ tầng Nam Hung, nhưng không thể so sánh trực tiếp cả hai với nhau vì hóa thạch của chúng không cùng một loại xương. Tuy nhiên, các tác giả cùng nghiên cứu cho rằng cả hai có mối quan hệ họ hàng xa trong phân tích phát sinh loài, do đó chúng là những chi tách biệt. Jiangxi Titan thuộc nhóm Titanosauria, nhóm gồm có những con sauropod lớn nhất thế giới như Argentinosaurus hay Patagon Titan. Ampelognathus coheni. Mở đầu cho danh sách của chúng ta ngày hôm nay là một chữ A, Ampelognathus coheni. Ampelognathus coheni là loài khủng long chân chim, Ornithopoda, có niên đại phân trắng muộn được tìm thấy tại hạ tầng Lewisville ở Texas. Mẫu định danh gồm xương hàm dưới trái gần như hoàn chỉnh. Tên chi Ampelognathus ghép giữa hai từ Hy Lạp là Ampelo, có nghĩa là dây nho, ám chỉ địa điểm hồ Grapevine ở Texas, và Nathus có nghĩa là hàm. Tên loài coheni để vinh danh Murray Cohen, người đã khám phá ra mẫu định danh. Ampelognathus có kích thước nhỏ, chiều dài chưa đến 2 mét. Tuy nhiên, chúng là mảnh ghép còn thiếu trong dữ liệu hóa thạch để phục dựng hệ sinh thái trong khu vực vào thời đại khủng long. Bởi theo nhóm nghiên cứu thì Ampelognathus là con khủng long ăn thực vật kích cỡ nhỏ đầu tiên được tìm thấy tại đây. Khiên long su hô. Khiên long su hô, tiếng Hán Việt đọc là kiềm long thủ hộ, là loài khủng long dạng chân thần lằn Sauropodomorpha, có niên đại Jura sớm được tìm thấy tại hạ tầng tự lưu tỉnh ở Trung Quốc. Loài khủng long này được xác định từ những bộ xương không nguyên vẹn của ít nhất 3 cá thể trưởng thành nằm cạnh một số chứng hóa thạch, trong đó có những quả có dấu phết của phôi. Đây có thể là bằng chứng cổ nhất về chứng vỏ mềm từng được biết đến trong lịch sử cổ sinh vật học. Tên chi khiên long được ghép giữa khiên, nghĩa là kiềm, một tên khác của tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, và long nghĩa là rồng. Tên loài su hô ý chỉ rằng những con khủng long trưởng thành đang bảo vệ trứng của chúng. Việc phát hiện bằng chứng về trứng khủng long vỏ mềm cùng với khiên long su hô cho thấy rất có thể những quả trứng khủng long đầu tiên đều có thể là trứng vỏ mềm có kích thước tương đối nhỏ và hình dạng gần giống hình elip. Đây cũng có thể là đặc điểm chung của các nhóm động vật là tổ tiên của thần lằn chúa, khủng long, chim và rùa. Inawentu oscillatus. Sau hai loài khủng long của tháng 10 thì đến tháng 11, chúng ta lại có thêm cái tên mới, đó là Inawentu oscillatus. Inawentu là một chi khủng long hộ pháp Titanosauria có niên đại phấn trắng muộn, với hóa thạch được tìm thấy tại hệ tầng Bayo de la Capa ở Argentina. Chi này chỉ gồm một loài duy nhất là Inawentu oscillatus, được mô tả từ một bộ xương không hoàn chỉnh có cả hộp sọ. Tên chi Inawentu xuất phát từ thổ ngữ Mapuche ở Argentina, có nghĩa là kẻ bắt chước. Sở dĩ có tên này là bởi dù là Titanosauria, nhưng nó lại sở hữu cái miệng rộng giống như các loài khủng long ở Rebbachisauridae, và một trong những thành viên tiêu biểu nhất họ này có thể bạn cũng biết, đó là Nigersaurus. Sự tương đồng này có thể là kết quả của quá trình tiến hóa hội tụ. Tên loài Oscillatus là sự kết hợp giữa hai từ trong tiếng Latin, gồm os là miệng và latus là rộng. Tóm lại thì tên của nó có nghĩa là kẻ bắt chước miệng rộng. Ngoài cái miệng giống họ Rebbachisauridae thì một số đặc điểm khác của Inawentu có thể kể đến là cổ của nó chỉ có 12 đốt sống, ít nhất trong số các loài khủng long hộ pháp. Phần thân đốt sống và vòm thần kinh của đốt sống cổ và đốt sống lưng có độ nhẹ đáng kể, giúp cái cổ của Inawentu cử động linh hoạt theo nhiều hướng. Yaculinicus yarui. Khoảng 71 triệu năm trước thì một con khủng long nhỏ cuộn mình để chập mắt lần cuối cùng trước khi trở thành một hóa thạch. Được khai quật từ hệ tầng Barunguyo ở nơi ngày nay chúng ta gọi là sa mạc Gobi, Mông Cổ, con khủng long này đã trở thành trung tâm chú ý của một nghiên cứu mới, trong đó khẳng định tư thế cuộn mình để ngủ của con khủng long, cho thấy khủng long từng ngủ giống như các loài chim ngày nay. Hóa thạch gần như hoàn chỉnh được bảo quản khá tốt ở dạng 3 chiều, hé lộ bộ xương của một loài khủng long hoàn toàn mới đối với khoa học, được người ta đặt danh pháp là Yaculinicus yarui. Tên chi của nó bắt nguồn từ Yaculus, một con rồng nhỏ trong thần thoại Hy Lạp, và Onicus có nghĩa là móng vuốt.
Tên loài Yarui bắt nguồn từ tiếng Mông Cổ, có nghĩa là tốc độ. Không chỉ có tư thế ngủ giống chim khiến Yaculinicus Yarui trở nên đặc biệt trong mắt các nhà khoa học. Bàn tay của nó hết sức độc đáo với ngón số 1 trông như phát triển quá khổ, trong khi ngón số 2 tiêu giảm, một dạng trung gian giữa bàn tay ba ngón của Shuvia và bàn tay một ngón của Linhenicus. Loài khủng long này không chỉ tiết lộ một cái nhìn toàn diện hơn về giải phẫu học của các loài khủng long thuộc họ Alvarezsauridae, mà còn cung cấp những bằng chứng rõ ràng về sự hiện diện của các hành vi giống chim ở những nhóm khủng long khác. Chim hiện đại cuộn mình ngủ nhằm bảo tồn nhiệt, và vì hầu hết các nhà cổ sinh vật học đồng tình rằng khủng long theropod có lông vũ là động vật máu nóng, nên nhiều khả năng con Yaculinicus này cũng đang cố giữ ấm và ngủ một giấc thật ngon lành. Spherotollus lyellsi và Spherotollus gyracnum. Bước sang tháng 12 thì nhà cổ sinh vật học Kerry Woodruff cùng các cộng sự vừa công bố thêm hai loài khủng long mới thuộc chi khủng long đầu dày Spherotollus. Đó là Spherotollus lyellsi và Spherotollus gyracnum. Spherotollus là một chi khủng long thuộc họ Pachycephalosauridae, có niên đại phấn trắng muộn khoảng 73 đến 66 triệu năm trước, với hóa thạch được tìm thấy từ miền Tây Hoa Kỳ và Canada. Danh pháp khoa học của chi này có nghĩa là vòm tròn, kết hợp giữa hai từ trong tiếng Hy Lạp là sphaira, nghĩa là quả bóng, và tollus có nghĩa là mái vòm. Cho đến nay thì đã có tổng cộng 5 loài trong chi Spherotollus được phát hiện. Loài điển hình là Spherotollus woodwini, được mô tả và đặt danh pháp vào năm 2002, cùng với một loài nữa là Spherotollus bochonzi. Loài thứ ba Spherotollus edmontonensis được xác định từ các mẫu vật được cho là thuộc về loài khủng long Troodon edmontonensis. Trong khi đó thì loài thứ tư và thứ năm của chi này, Spherotollus lyellsi và Spherotollus gyracnum, được mô tả dựa trên các mẫu vật mới được phát hiện tại hệ tầng Dinosaur Park ở Canada và hệ tầng Hell Creek ở Montana, Mỹ. Tất cả các loài trong chi Spherotollus có kích thước khá nhỏ, có thể tương đương một chi Pachycephalosauridae khác là Stegoceras, dài khoảng 2m và nặng khoảng 40kg. Gremlin Slobodurum. Không phải lúc nào các nhà cổ sinh vật học cũng nghĩ là những cái tên hay để đặt cho khủng long, và Gremlin Slobodurum được xem là một trong những cái tên khủng long tệ nhất của năm nay. Tên chi của nó được đặt theo loài sinh vật giả tưởng tinh ranh xuất hiện vào đầu thế kỷ 20, vốn được các phi công hay thợ sửa máy bay dùng để lý giải những hỏng hóc của máy bay trong quá trình vận hành. Tên loài dùng để vinh danh Ed và Wendy Sloboda, những nhà cổ sinh vật học có công lớn với ngành cổ sinh tại Canada, đồng thời cũng tham gia phát hiện mẫu định danh của Gremlin Slobodurum. Mẫu vật cùng xương chán bên phải được tìm thấy trong trầm tích thuộc hệ tầng Omen ở phía nam Alberta, Canada. Lúc đầu thì người ta cho rằng mẫu vật này thuộc về một chi khác cùng họ là Ceracinops. Chỉ qua những nghiên cứu kỹ lưỡng hơn sau đó thì người ta mới xác định đây là một chi và loài mới thuộc về họ Leptoceratopsidae. Bustin Gory Titan. Argentina vốn đã nổi tiếng với những con khủng long siêu to, siêu khổng lồ như Argentinosaurus hay Patagon Titan, và mới đây thì các nhà cổ sinh vật học lại tiếp tục bổ sung vào danh sách khủng long khổng lồ của nước này thêm một cái tên mới, đó là Bustin Gory Titan Silver, một loài khủng long thuộc nhóm khủng long hộ pháp Titanosauria đến từ hệ tầng Huincul, có niên đại khoảng 97 đến 93 triệu năm trước. Mẫu định danh của Bustin Gory Titan Silver là một bộ xương không hoàn chỉnh, ngoài ra còn có 4 mẫu vật khác. Dựa trên kích thước của những hóa thạch được tìm thấy thì người ta ước tính khối lượng của con khủng long này có thể đạt đến 67 tấn, cùng chiều dài từ 35 đến 40 mét. Những số liệu này biến Bustin Gory Titan Silver trở thành một trong những loài khủng long lớn nhất thế giới hiện nay. Cùng hệ tầng với Bustin Gory Titan Silver còn có hai gã khổng lồ khác là Argentinosaurus Hunculensis và Chucarosaurus Diripenda, trong đó Chucarosaurus Diripenda cũng mới phát hiện ở đầu năm nay. Tên chi Bustin Gory Titan là để vinh danh ông Manuel Bustin Gory, người sở hữu khu đất nơi hóa thạch được tìm thấy. Trong khi đó thì tên loài Shiva được đặt theo vị thần của Ấn Độ giáo Shiva, người hủy diệt và biến đổi vũ trụ, ý chỉ sự thay đổi quần thể động vật trong khu vực ở giai đoạn đầu của thế phân trắng muộn. Và đó là tất tần tật 25 loài khủng long mới của năm 2023 với rất nhiều thông tin thú vị. Năm 2023 đã chính thức khép lại và chúng ta bước vào năm 2024, một năm rất ý nghĩa với cộng đồng yêu thích khủng long, bởi đây là năm kỷ niệm 200 năm loài khủng long đầu tiên được định danh Megalosaurus berglandi. Hãy cùng mong chờ những khám phá mới đến từ các nhà cổ sinh vật học các bạn nha. Và đừng quên nhấn đăng ký cũng như theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ khám phá mới nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.